Xin chào tất cả các bạn đến với Lọ Lại. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đọc tấu bài Ngày Xuân Lâm Phùng Xuân Vầy. Bài này được mình soạn lại ở dòng pha trưởng. Pha trưởng chỉ có một dấu dáng là si dáng này các bạn. Đó, cho các bạn dễ đàn hơn ha. Rồi bài này được chia hai phần, một phần vui nhộn thì đàn theo điệu phóc cho tay trái, còn phần nhẹ nhàng thì mình rải ba lát piano nhé. Rồi mình sẽ đàn qua cái phần đầu cho các bạn nghe thử nè. Tay phải nè, đô 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 la si đô son son la son ta la son la re đô hai re fa 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 re đô re fa re fa si la son fa la la son. Đó, rồi qua phần câu hai, đô 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 la si đô son son la son ta la son la re đô hai re re fa 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 re đô re fa re fa si la son đô fa fa fa. Đó, như vậy các bạn đã đạt được hai câu đầu tiên cho tay phải. Bạn nào tập chưa quen thì các bạn cứ tập đi tập lại thật nhiều lần nhé. Rồi bây giờ tay trái nè, phần này thì tay trái các bạn đàn điệu phóc ha. Rồi về các mẫu rải tay trái thì các bạn xem trong tập 30 ngày học piano cover theo các điệu đàn ha, có các mẫu rải cho tay trái. Rồi bây giờ pha trưởng các bạn rải là fa fa đô fa đô trưởng bát mi các bạn rải mi mi đô mi. Rồi rê thứ các bạn rải rê rê la rê. Rồi xuống chưa đô trưởng đô đô son đô. Rồi xuống dòng thứ hai si dáng các bạn rải si si fa si rê thứ bát la các bạn rải la la rê la, hoặc các bạn rải la la fa la đều được ha. Rồi như trong xích nhạc mình soạn thì mình rải la la rê la. Rồi son thứ các bạn rải rê son son rê son. Rồi đô các bạn dành. Rồi mình sẽ đàn đều nè, đàn liền nè. Đó, vậy ha. Rồi bây giờ là mình sẽ gấp chậm, các bạn theo dõi nha. Gấp chậm nè. Qua câu số 2. Được xong hai câu đầu tiên ha. Rồi về các phương pháp rải tay trái thì các bạn có thể coi trong cái cuốn 30 ngày học piano cover solo để hát nè, do mình biên soạn ha. Có phần nhạc lý rồi hợp âm bằng hình ảnh nè, cho các bạn thì dễ theo dõi. Rồi các thế rải hợp âm đạo nè các bạn ha. Rồi các thế rải theo ballad piano và các điệu đàn từ mẫu đơn giản tới nâng cao. Và có cả bài tập thực hành để các bạn theo dõi và tập theo ha. Rồi bây giờ qua phần hát nhẹ nhàng là rải ballad piano nè, mình sẽ đàn mẫu hai câu đầu nè.
phải nè. La, đô, la, son. La, son, ta, fa, son, la, đô. Hai. Rê, fa, son, đô. Fa, la, si, la, son. Fa, la, fa, son. Đó, câu đầu tiên. Rồi, rải ba lát. Fa trưởng các bạn rải 1, 5, 8 cho mình ha. Fa, đô, fa, fa. Phần này thì các bạn rải như vậy cũng được nè. Đô, fa, đô cũng được. À, như trong xích nhạc thì mình rải. Fa, đô, fa, fa. Đó. Rồi. Đô, bát, mi. Thì các bạn đàn nút mi trước. Đô, mi, đô, mi, đô, rê thứ. Rê, la, rê, rê. Đô trưởng. Đô, son, đô, son. Si giáng. Si, fa, si, si. Fa trưởng bát la, la, fa, la, fa. Son thứ, son, rê, son, son. Đô trưởng lại. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ đàn liền một mạch để các bạn nghe nè. Các bạn tập ở nhà thì các bạn cũng tập như vậy ha. Tập riêng tay phải đàn thật đều. Rồi tập riêng tay trái các bạn đàn thật đều. Rồi sau đó thì các bạn bắt đầu ghép. Ghép từng ô một hoặc ghép hai ô. Đó, cứ ghép từng đoạn như vậy các bạn ghép mới được nha. Không vội vàng ha. Rồi mình sẽ ghép chậm nè. Giống nên mình sẽ đàn ghép chậm luôn, các bạn theo dõi luôn ha. Trong tiếng trống xuân đó, các bạn nhìn ha. Xong phần solo nhẹ nhàng ha. Rồi qua phần người ta đàn giang tấu một đoạn ngắn này. Đó, có hai ô người ta dẫn cho người hát ha. Thì các bạn đàn vô luôn ha. Tay phải này. Rê, rê, đô. Đô có đô, dấu thăng, mình đàn thăng. Và qua bên kia thì dấu bình trở lại thì mình đàn bình thường ha. Rê, rê, đô, rê, mi, fa. Đô, đô, si, đô, mi, fa. Si, si, la, si, rê, đô, son, fa, fa, fa. Đổi tay trái hợp âm, si giáng. Fa trưởng bát la, các bạn cũng vừa tập xong rồi. Fa, la, fa, la, fa. Son thứ, đô trưởng. Son, rê, đô, son. Đối với một ô nhịp mà nó có từ 3 đến 4 hợp âm trong một ô nhịp luôn thì các bạn chỉ đàn một nốt của hợp âm cũng được, hoặc các bạn đàn theo nốt móc đơn thì hai nốt trong một phách. Son, đô, trưởng, fa. Rồi ghép chậm phần dẫn. À, lại nè. Chậm hết chậm các bạn chú ý nha. Bây giờ qua phần tiếp theo thì người ta sẽ hát lại cái phần lúc đầu mừng Tết đến ha. Và lúc đến nhà đàn mình sẽ đàn luôn, các bạn nào nghe ha. Đoạn giang tấu này cũng là đoạn kết bài luôn ha.
giang tấu thì người ta sẽ đàn lại từ đầu, mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà tiếp, hoặc các bạn đàn từ phần cánh én nơi nơi đó, hoặc các bạn đàn tới đây là kết bài luôn nhá. Rồi các bạn tập tay phải này. La si do fa mi do do re re mi fa son do hai si si do re la re mi fa son la si do re chuyển ngón này, son la si do re mi son, son la si chuyển ngón luồn ngón trước, son la si do re mi son ha, son la si do re mi son fa mi, lặp lại tiếp. Đàn lại giống phần trên các bạn, là si đô fa mi đô đô re re mi fa son đô hai si đô re 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 mi fa son là si re đô son fa là kết bài các bạn ha. Tới chữ đi s on file có nghĩa là lặp lại từ dấu hồi tống rồi đàn tới đó là kết bài ha, hoặc các bạn kết bài từ đây cũng được nếu mà không muốn lặp lại. Rồi tay trái ha, tay trái thì vòng hợp âm các bạn đã tập từ đầu rồi ha, pha chưởng đô bát mi, rồi mình sẽ gấp chậm nè. Xung vầy ha. Các bạn thấy video hay và có ích thì nhấn like và chia sẻ, đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.